Thưa quý khán giả, Giỗ Tổ Hùng Vương hay còn gọi là lễ hội đền Hùng là dịp lễ quốc gia nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn của con cháu đại Việt với công lao dựng nước của các vua Hùng. Để giúp các em học sinh hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử, nguồn cội của dân tộc, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng và phong phú thông qua nhiều hình thức khác nhau. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương thành phố Biên Hòa đã thành truyền thống, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nhà trường tổ chức trang trọng tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng đã có công dựng nước. Chính nhờ hoạt động thực tế và ý nghĩa này, các em học sinh đã hiểu hơn về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam ta. Cũng nhờ đó, những bài học lịch sử trở nên gần gũi và sinh động hơn đối với các em. Em nghĩ là đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp của người Việt Nam mình, nhắc cho chúng ta nhớ về cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ về các vị vua Hùng đã cho chúng ta một cuộc sống tốt như ngày hôm nay, đã dựng nước và bảo vệ nước của chúng ta. Với cái buổi lễ này thì nhà trường giúp cho học sinh nhớ về cội nguồn của mình, là mình được sinh ra từ cha rồng, mẹ tiên, và với cái phù hiệu Hồng Vương trên chiếc áo thì các em sẽ ý thức rằng đó là niềm tự hào, bởi vì với cái công mở nước của các vị vua Hùng thì các em sẽ ý thức mình cần phải học tập, cần phải trau dồi đạo đức như thế nào để cho xứng đáng với cái tên gọi Hùng Vương của ngôi trường. Cùng với việc tổ chức lễ dân hương quốc tổ Hùng Vương, các đơn vị trường học còn tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông học sinh tham gia. Điển hình là hội thi vẽ tranh với chủ đề Thời đại Hùng Vương qua tranh vẽ của em, do Phòng Văn hóa thành phố Biên Hòa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Bằng cảm nhận riêng của mình, các em học sinh đã thể hiện sự hiểu biết của mình về lịch sử các vị vua Hùng một cách sinh động. Nhiều cuộc thi mà em đã quan tâm nhiều hơn về lịch sử cũng như là thời đại Hùng Vương ngày xưa, thì điều này giúp em cảm thấy biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước để em có được một cuộc sống tốt đẹp như hiện nay. Giỗ Tổ Hùng Vương là phong tục truyền thống mang tinh thần văn hóa của người Việt. Trải qua bao thời đại lịch sử, nghi lễ này vẫn còn được lưu giữ cho đến nay. Và không phân biệt tôn giáo, vùng miền, với tinh thần đoàn kết, tất cả đều tự hào là con cháu vua Hùng ra sức thực hiện lời Bác Hồ dạy lúc sinh thời. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là việc tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong nhà trường có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục ý thức truyền thống cho học sinh. Và chính những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ góp phần khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.